Trong miếu á. Trong miếu á. Rồi sao á. Trời ơi, vô trong cái cao trời. Không, vô nhà á. Vô nhà xin chiếu á. Rồi mới đi ra rồi sao rồi. Ở đâu? Ngồi ăn trước căn vô kìa. Ồ, hồi chứ không có gì. Sao rồi. Mình nói nào sao cái giớt. Hỏi cái người nhập cư này là đang ở cửa nào. Đây tiên thánh thần ma quỷ vong linh gì đây. Thằng này được nhiều tuổi không?
chữ Y thì thục tay, còn chữ W thì nhích tao chịu. Chữ tên của mình nha. Là sao? Không hiểu. Nhắc chạy, chạy vô chữ luôn. Nhắc cho nó vô gió rồi. Rồi chạy lại. Rồi chữ A. Rồi. Chữ nào nữa? Tên gì? Anh tên gì? Anh tên gì? Là tên gì? Anh Bro. Chà. Anh Bro. À quấn. À Bro. Giờ anh là anh Bro. Đờ mà, đờ rơ, đờ mà. Tôi chạy nhá. Chả lỡ cái tên gì đâu kêu anh ta. Cái người chỗ gọi anh lên á là đi bao nhiêu người? Bao nhiêu người anh chạy tới cái chính xác cái số đó? Còn nếu như mà không biết thì thôi xin phép chạy về thăng đi. Xin phép chạy về thăng đi. Nếu như anh biết trong ngày bao